bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Giãn cách theo chỉ thị số 16 đối với toàn bộ 19 tỉnh thành phía Nam. Đồng Nai chạm mốc 1.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó đợt dịch thứ tư này toàn tỉnh có 962 ca nhiễm. Thưa quý vị, sáng nay 17 tháng 7, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã đồng chủ trì cuộc họp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Cuộc họp được tổ chức nhằm trao đổi thống nhất về một số nội dung chủ yếu trong việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ thể hiện sự thống nhất cao về nội dung, cách thức tổ chức kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 cũng như các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền các địa phương, Thủ tướng kỳ vọng kỳ họp thứ nhất sẽ tiếp nối và thể hiện cao nhất khí thế từ thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và cuộc bầu cử vừa qua. Để thực hiện nhất quán quan điểm, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, kỳ họp được tổ chức an toàn, ngắn gọn nhưng bảo đảm dân chủ đúng hiến pháp, pháp luật, phát huy cao nhất trí tuệ của các đại biểu. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng đất nước vẫn đạt được nhiều thành tích về xây dựng Đảng, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững chủ quyền quốc gia và đặc biệt là ngoại giao vaccine, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tương thân tương ái trong hoạn nạn. Đánh giá về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng các cơ quan của Quốc hội với Chính phủ, các bộ ngành và các cơ quan tư pháp đã chuẩn bị các nội dung chu đáo, công phu, kỹ lưỡng trình Quốc hội. Hai cơ quan thống nhất sẽ tiến hành kỳ họp theo phương thức tập trung với tinh thần tiết kiệm thời gian, đạt hiệu quả cao và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ họp. Đến thời điểm này, về cơ bản các đại biểu Quốc hội và người phục vụ của Văn phòng Quốc hội đã được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm đầy đủ. Các đại biểu Quốc hội đến từ địa phương có dịch sẽ được đưa đón riêng, ở nhà khách riêng và ngồi họp riêng một khu vực trong phòng họp riêng hồng. Bộ Y tế sẽ bố trí trang thiết bị tối tân nhất, trong đó có máy phát hiện COVID-19 qua hơi thở tại nhà Quốc hội. Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Y tế thống nhất thành lập bộ phận thường trực đặt tại nhà Quốc hội để điều phối tất cả các hoạt động liên quan đến công tác phòng chống COVID-19. Thưa quý vị, chiều nay, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, một kỳ họp có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội trong khóa này. Trong đó có nội dung, Quốc hội sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước, xem xét thảo luận các báo cáo về kinh tế xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 7, dự kiến bế mạc vào ngày 31 tháng 7. Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 11 ngày rưỡi. Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết kỳ họp đã rút ngắn 5 ngày so với dự kiến chương trình ban đầu, nhưng các nội dung đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và không ảnh hưởng đến chất lượng quyết định của Quốc hội. Công tác tổ chức nhân sự cấp cao của nhà nước là nội dung trọng tâm tại kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp này sẽ kiện toàn 50 chức danh theo quy định pháp luật gồm các chức danh của Quốc hội, Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh, mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm ở các địa phương trong cả nước, nhưng theo quy định của Hiến pháp, trong 60 ngày sau bầu cử, Quốc hội phải tổ chức kỳ họp để triển khai các công việc, đặc biệt là công tác nhân sự phải bỏ phiếu kín với yêu cầu phòng chống dịch hết sức nghiêm ngặt. Đến nay đã có 435 trên 499 đại biểu được tiêm phòng. Các lực lượng phục vụ, cơ quan báo chí, khu vực nơi đại biểu nghỉ cũng đều được tiêm phòng và xét nghiệm đầy đủ. Ngày hôm nay, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp. Từ ngày 24 tháng 6 đến nay, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 1.041 trường hợp mắc COVID-19, đã có 25 trường hợp tử vong. Hiện tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp này, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực đã tới kiểm tra tại công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, kiểm tra và thăm hỏi các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ký túc xá sinh viên phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Thưa quý vị, chương trình tiếp tục với các thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch tại nước ta. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 969/TTG-KGVX, đồng ý bắt đầu từ ngày hôm nay 17 tháng 7 sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 tại một số địa phương thuộc khu vực phía Nam. Ngoài 3 tỉnh thành phố đã thực hiện chỉ thị số 16 trước đó, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, bổ sung thêm 16 tỉnh thành phố là thành phố Cần Thơ, tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang, thời gian thực hiện giãn cách 14 ngày. Thời điểm bắt đầu áp dụng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2021. Đối với các tỉnh thành đang áp dụng chỉ thị số 16 trước khi có văn bản này, căn cứ vào tình hình thực tế, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách theo văn bản này. Thủ tướng yêu cầu thực hiện chỉ thị số 16 kiên quyết không để chặt ngoài, lỏng trong. Thưa quý vị, vậy là muộn nhất từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 sẽ có thêm 16 tỉnh thành phía Nam chính thức áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết và kịp thời ở giai đoạn này vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết. Trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 cấp bách do chủng virus mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường, thì việc thực hiện chỉ thị 16 không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân vì lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước. Chúng ta áp dụng trong cả khu vực này trước hết là để nhằm giảm cái tốc độ lây lan của dịch bệnh, không để dịch bệnh lan rộng ra tất cả khu vực và từ đó ra cả nước. Việc áp dụng một cái chỉ thị thì nó sẽ không có kết quả nếu chúng ta không làm thực chất. Và vì vậy, tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân phải cùng nhau chúng ta thực hiện thật nghiêm túc các cái quy định của chỉ thị 16. Mà trước hết, đấy là 5K. Và cụ thể hơn nữa là giảm tối đa tiếp xúc, chỉ đi ra ngoài khi thực sự cần thiết. Chúng ta không quên rằng nếu chúng ta không kiểm soát tốt dịch bệnh để dịch lây lan trên diện rộng, thì hệ thống y tế sẽ quá tải, sẽ nhiều người bị nặng, nhiều người tử vong và có thể đe dọa đến sự ổn định và phát triển của đất nước. Ở Chính phủ kính mong cái sự thấu hiểu, chia sẻ và tham gia của người dân. Bộ Công Thương khẳng định Bộ sẽ phối hợp với các địa phương để luôn bảo đảm đủ hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm để phục vụ người dân. Các tỉnh thành mà áp dụng cái chỉ thị 16 trước hết là bình tĩnh và thứ hai là tin tưởng vào những cái chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ ngành và các địa phương, và chúng tôi cũng sẽ làm hết sức mình để khẳng định là đảm bảo các cái nhu cầu thiết yếu của người dân sẽ được đảm bảo. Nhiều bộ ngành liên quan cũng khẳng định sẽ có kế hoạch và cơ chế ưu tiên tốt nhất cho các tỉnh phía Nam khi áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Bộ Giao thông Vận tải đã phân định lại luồng, đã có quy định để đảm bảo giao thông trong khu vực 19 tỉnh đảm bảo luôn luôn thông suốt, và Bộ Giao thông cũng tổ chức giao thông giữa 19 tỉnh với các tỉnh khác đảm bảo thông suốt. Bộ đã chủ động bàn với các tỉnh, thành phố cũng như các đơn vị về chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc để đảm bảo làm sao khi thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ thì Bộ sẽ chịu trách nhiệm chính về con người, nhân lực, bao gồm cả việc xét nghiệm, truy vết, chăm sóc, điều trị bệnh. Với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tự lực tự cường, chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 7, Sở Thông tin và Truyền thông của thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thí điểm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giám sát việc thực hiện cách ly F1 tại nhà thông qua phần mềm trên điện thoại di động. Thưa quý vị, đây là ứng dụng Vietnam Health Declaration, hay còn gọi là ứng dụng VHD, là phần mềm được Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với các Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng để triển khai thí điểm việc
theo dõi thực hiện cách ly F1 tại nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 7. Phần mềm này có chức năng là kiểm tra đột xuất, giúp bảo đảm việc cách ly y tế theo đúng quy định thông qua hệ thống định vị và nhận diện khuôn mặt. Cụ thể thì các trường hợp được cách ly tại nhà sẽ phải khai báo số điện thoại, nhận diện khuôn mặt và được kích hoạt vị trí cách ly bằng điện thoại thông minh của mình. Mỗi ngày, người cách ly sẽ khai báo y tế 3 lần và khai báo ngay nếu như mà có dấu hiệu bất thường thì về sức khỏe như là ho, sốt, khó thở. Trong giai đoạn triển khai thí điểm này thì phần mềm này dự kiến sẽ được thí điểm tại ít nhất một phường xã trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũng như là các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 tháng 7 cho đến hết ngày 31 tháng 7. Và dự kiến sau khi kết thúc được thí điểm thì sẽ tiến hành triển khai trên toàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Huy, Truyền hình Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 7, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ được phép tiếp tục hoạt động sản xuất nếu như bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Mặc dù trong những ngày đầu triển khai còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đã cố gắng bảo đảm mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì chuỗi hoạt động sản xuất không bị đứt gãy. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Những lều ngủ, túi ngủ được đặt ngay bên cạnh khu vực sản xuất. Những bàn ăn được phân chia thành những vách ngăn khép kín. Những suất ăn được chuẩn bị ngay trong khu vực nhà bếp. Đây là những hình ảnh quen thuộc của các doanh nghiệp đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ kép vừa sản xuất vừa phòng dịch. Phương châm ba tại chỗ đã được các doanh nghiệp áp dụng, bao gồm sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ theo đúng yêu cầu của thành phố. Và ngày đầu thì đây là thực sự mà nói thì nó chưa có tiền lệ, nên công nhân lúc nào thì cũng đã hoang mang, nhưng mà chúng tôi cũng đảm bảo được một cách gọi là tương đối an toàn và cũng như là những chính sách làm cho người lao động yên tâm và sinh hoạt làm việc tại chỗ. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, việc thực hiện ba tại chỗ không chỉ giúp ngăn chặn dịch xâm nhập vào các khu sản xuất, công nghiệp, gây ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất hàng hóa, mà còn giúp cho người lao động yên tâm, vững vàng hơn. Dạ, em cũng thấy bình thường, tại vì thường ngày bọn em cũng đã sinh hoạt ăn cơm, công ty cũng cho đầy đủ, cho nên em thấy bình thường, nói chung là bình thường. Công ty nói chung là với em thì là điều kiện thì là đủ rồi, là tốt. Thì nói chung là ăn uống cũng ngày ba cử bình thường cũng được, hỗ trợ thì như là mùng màng rồi cho ở. Thật ra nếu mà ở lại đây làm luôn thì yên tâm hơn là đi đi về về rất nhiều. Để tiếp tục duy trì vừa sản xuất vừa phòng chống dịch là một nhiệm vụ tương đối khó khăn đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự đồng lòng của doanh nghiệp và người lao động sẽ hạn chế tối đa khả năng xâm nhập của dịch bệnh vào các khu sản xuất, khu chế xuất. Triển khai thêm luồng xanh đường thủy để vận chuyển hàng hóa thiết yếu là phương án mà Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương nghiên cứu để triển khai nhằm tăng thêm năng lực vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm giữa các tỉnh miền Nam và thành phố. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam để thống nhất phương án và cấp phép hoạt động, phương án triển khai thêm luồng xanh đường thủy nhằm tận dụng các tàu cao tốc du lịch đang tạm dừng hoạt động để cung ứng hàng hóa. Đây cũng sẽ là giải pháp rất hiệu quả để tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi của khu vực miền Nam, bảo đảm nhanh chóng, thông suốt, hạn chế tiếp xúc. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị công nghệ nghiên cứu xây dựng và tổ chức vận hành phần mềm đăng ký hoạt động trên luồng xanh cho xe ô tô vận tải hàng hóa trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19. Dự kiến từ ngày 19 tháng 7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ triển khai áp dụng tại 63 Sở Giao thông Vận tải và các doanh nghiệp vận tải để thực hiện đăng ký và cấp trực tuyến giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách hoạt động trên các luồng xanh. Ngày hôm nay, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận gần 1.000 ca dương tính với COVID-19, khiến cho nhiều cơ sở cách ly tập trung rơi vào tình trạng quá tải. Toàn tỉnh Đồng Nai trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 155 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư lên 962 ca, trong đó thành phố Biên Hòa là nơi có nhiều ca mắc nhất với 427 ca. Trước diễn biến của dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế khẩn trương triển khai thí điểm thực hiện cách ly F1 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, từ đó tổ chức đánh giá, tổng kết và rút kinh nghiệm để xem xét triển khai trên quy mô rộng hơn. Hôm nay, thành phố Hải Phòng đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với người dân toàn thành phố, trong đó có cả công dân nước ngoài đang làm việc tại đây. Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo ngành y tế tổ chức điểm tiêm đúng quy định,
bố trí lực lượng trực cấp cứu để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Các công dân người nước ngoài đang làm việc tại Hải Phòng được tiêm vaccine nhanh chóng, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Ngày hôm nay, Sở Y tế thành phố Hải Phòng cũng đã thông tin về 3 ca mắc COVID-19 mới phát hiện tại đây. 2 ca mắc là lái xe container cùng ở Phú Mỹ, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lái xe về thành phố Hải Phòng vào ngày 15 tháng 7. Ca thứ 3 ở Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là công nhân xây dựng ở khu công nghiệp phường Đông Hải 2. Ngay sau khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19 mới, ngành y tế thành phố Hải Phòng đã tập trung triển khai phòng chống dịch, truy vết và cách ly y tế các trường hợp F1, F2. Ngày hôm nay, người dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận 12 tấn hải sản để hỗ trợ chống dịch cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Huế đã huy động hơn 5.000 cán bộ công nhân viên chức tham gia vào khâu tiếp nhận, chế biến, đóng gói thực phẩm để chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số thực phẩm do nhiều tổ chức chính trị xã hội tại tỉnh mở tài khoản tiếp nhận giúp người dân các tỉnh phía Nam phòng chống dịch. Toàn bộ số hàng khi đến nơi sẽ được chuyển giao cho Hội đồng Hương tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và phân phối. Mặc dù mới được trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường hơn 10 ngày, thế nhưng đến chiều nay, toàn bộ khoa tim mạch lão học của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, từ ngày 16 tháng 7, hai bệnh nhân tại khoa tim mạch lão học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên có triệu chứng nghi ngờ và được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính với COVID-19. Ngay sau đó, hơn 160 người là bệnh nhân, người nhà, y bác sĩ, điều dưỡng của khoa tim mạch lão học được yêu cầu ở lại tại chỗ để lấy mẫu xét nghiệm. Hiện toàn tỉnh Phú Yên ghi nhận 727 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 người đã tử vong. Liên quan đến thông tin truyền hình nhân dân đã đưa về việc Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc tại tỉnh An Giang thông báo cung cấp dịch vụ tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ngay từ tối qua 16 tháng 7, địa phương này đã tiến hành xử lý hành chính đối với bệnh viện này do hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và trên trang thông tin điện tử của bệnh viện. Tổng số tiền phạt là 50 triệu đồng, đồng thời buộc đơn vị này phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Trước đó, ngày 10 tháng 7, trên trang Facebook và website chính thức của Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, có đăng tải thông báo nhận đặt trước tiêm dịch vụ vaccine COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, có nhu cầu với giá dịch vụ dự kiến là 1,5 triệu đồng một liều. Chỉ 5 ngày sau đó, đã có hơn 36.000 người trong và ngoài tỉnh An Giang đăng ký dịch vụ tiêm vaccine của bệnh viện này. Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ đã hưởng ứng, phát động các chương trình thiện nguyện, quyên góp chung tay cùng cộng đồng, phòng, chống, khắc phục khó khăn do dịch bệnh. Nhưng cũng không ít người đã có hành động tiêu cực, gây ảnh hưởng đến những người làm nghệ thuật cũng như gây bức xúc trong dư luận. Thưa quý vị, trong thời gian qua, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội cùng chung tay phòng chống và khắc phục khó khăn của dịch bệnh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. Tuy nhiên, có không ít người lại có những hành động tiêu cực gây ảnh hưởng đến những người làm nghệ thuật và gây bức xúc trong dư luận. Và để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này, mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ biên tập viên Hồng Tươi. Xin mời chị. Xin cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh và biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý vị và các bạn, hơn lúc nào hết, khi đất nước đối diện với những khó khăn, thách thức như hiện nay, các nghệ sĩ, người nổi tiếng càng phải phát huy trách nhiệm, uy tín của mình để lan tỏa cái đẹp, đẩy lùi cái xấu. Có thể khẳng định đây là thời điểm để những nghĩa cử cao đẹp, tình người, sự gắn kết cộng đồng xã hội được đề cao. Vừa qua, một bộ phận người của công chúng đã có hành vi ứng xử lệch chuẩn như là quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, phát ngôn chia rẽ cộng đồng, dùng lời lẽ miệt thị, xúc phạm nhau trên mạng xã hội, khiến bản thân họ trở nên xấu xí trong mắt khán giả. Nguy hại ở chỗ, thái độ của họ có thể ảnh hưởng đến nhận thức của số đông, nhất là giới trẻ. Văn hóa, nghệ thuật, những yếu tố làm đẹp cho đời mang đến cho những người nghệ sĩ sự thành công, danh tiếng và tình yêu của nhiều khán giả, giúp cho những người nghệ sĩ đạt được hàng chục, hàng trăm ngàn lượt theo dõi, quan tâm của công chúng trên mạng xã hội, thậm chí là thu về lợi nhuận cao trong bối cảnh dịch bệnh đang căng thẳng như hiện nay. Và đây là cách một bộ phận mà họ lan tỏa thông điệp và sức ảnh hưởng của mình tới công chúng.
Dư luận cả nước đã rất bức xúc trước việc một người dẫn chương trình đã có những phát ngôn không đúng sự thật, đi ngược với chủ trương chung của công tác chống dịch, gây mất đoàn kết trong cộng đồng. Bên cạnh đó, việc một số người nổi tiếng, nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, làm đại diện cho các nhãn hàng kém chất lượng, từ lâu đã làm nhức mắt khán giả, cũng như gây nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý. Bây giờ công chúng họ cũng rất là văn minh rồi, họ cũng rất là tinh tế. Họ biết được là đối tượng nghệ sĩ nào là hướng theo những cái điều tích cực, còn những nghệ sĩ nào mà lại đi theo cái chiều hướng là phát ngôn gây sốc hay là câu like, câu view. Cả nước đang gồng mình chống dịch như thế. Thực sự các bạn phát ngôn một câu gì đó, các bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi các bạn đăng tải trên mạng xã hội. Nói nghệ sĩ cũng như nhà giáo là kỹ sư tâm hồn. Cái những lời nó phải đẹp và chuẩn mực, có những hành động và có những cái biểu hiện của cá nhân nào đó nó chưa hợp lý, chúng ta cũng góp ý nhẹ nhàng, chúng ta không nên lợi dụng cái mạng xã hội để phê phán đặc kích cái đó, nhất là với ngôn ngữ miệt thị phản học. Đặc biệt là các văn nghệ sĩ của chúng ta thì họ là những cái người mà tương đối là sáng tạo và cũng tương đối là tự do và cởi mở, vì thế nên là họ có những cái hành vi, họ có những lời nói ứng xử chưa phù hợp ở trên mạng xã hội. Chúng tôi thì đánh giá rất là cao cái nỗ lực của Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra cái bộ quy tắc ứng xử để giúp cho chúng ta định hướng dư luận xã hội, giúp cho chúng ta có một cái nhận thức tốt hơn khi chúng ta xử lý những vấn đề ở trên mạng xã hội. Bên cạnh đó thì các cái công tác như là tuyên truyền, những cái hành động mang tính làm gương cũng là những cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ rằng ấy, nó rất là cần thiết trong cái bối cảnh hiện nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy chúng ta cần hình thành dư luận xã hội, những hình thức xử lý có sức nặng đủ để ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn, cũng như cần có thước đo chuẩn mực về đạo đức đối với người nghệ sĩ. Và trong bối cảnh cả nước đang dốc lòng chống dịch COVID-19, bên cạnh những con sâu làm dầu nồi canh, đã có rất nhiều nghệ sĩ bằng những hành động thiết thực, cụ thể của mình hỗ trợ rất tích cực trong công tác chống dịch. Những việc làm đó khi được các nghệ sĩ chia sẻ trên mạng xã hội đã nhân lên thành hàng trăm, hàng nghìn những hành động đẹp và điều tử tế. Mặc dù trở thành điểm nóng bùng phát dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang đã luôn nhận được sự chung tay ủng hộ, hỗ trợ của đông đảo nhân dân, đặc biệt là các nghệ sĩ. Bằng sức lan tỏa sự ảnh hưởng của mình, chỉ trong một thời gian ngắn, các nghệ sĩ đã huy động và gửi tới Bắc Giang hàng ngàn chiếc khẩu trang, đồ bảo hộ, lương thực. Những vật dụng ý nghĩa đó chính là nguồn động viên, ủng hộ lớn lao đối với người dân Bắc Giang. Tôi cũng rất là mong muốn các bạn nghệ sĩ khác cũng ý thức được cái việc là mình cùng chung tay, cùng chống dịch. Cá nhân mình thì vẫn phải tiếp tục tham gia vào cái công cuộc chống dịch cùng với lại tất cả mọi người. Mình cũng sẽ có cái trách nhiệm, cái tiếng nói của mình trong cái việc chống dịch như thế này. Không chỉ góp phần hỗ trợ tiếp sức cho các chiến sĩ, y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, với sức lan tỏa của mình, nhiều nghệ sĩ còn phát động hưởng ứng nhiều đợt giải cứu nông sản, chia sẻ khó khăn, nỗi lo với bà con nông dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, cũng như giúp người dân làm quen với các phương thức giới thiệu, quảng bá, bán hàng trực tuyến phù hợp với bối cảnh dịch bệnh, tạo mạng lưới đại lý kết nối tiêu thụ nông sản quy mô rộng khắp cả nước. Tôi cực kỳ xúc động khi có mặt ở đây và khi tôi biết có chương trình như thế này thì chính tôi là người đã chủ động liên lạc để tôi xin phép là tôi được tham gia. Và tôi nghĩ rằng với tinh thần đấy, trong cái không khí mà tất cả chúng ta đang gồng mình để chống dịch và đồng thời chúng ta cũng hỗ trợ với tinh thần tương thân tương ái, nâng niu đúng nghĩa với những nông sản của Việt Nam. Bên cạnh đó cũng đã có nhiều bài hát, sáng tác mới được ra đời với nội dung tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Những ca khúc ấy đang được công chúng hào hứng đón nhận và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Chúng ta hãy đoàn kết và chúng ta hãy đẩy mạnh cái tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam để chúng ta có thể là vượt qua đại dịch COVID-19 nhanh nhất có thể. Các sản phẩm âm nhạc này với những màu sắc khác nhau nhưng đều chứa đựng thông điệp thời sự, giai điệu tươi vui, ca từ dễ nhớ đã truyền tải được nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng, thông tin bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, dành sự tri ân với đội ngũ cán bộ y tế đến đông đảo người dân trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Vâng, một người vì mọi người vì một người.
Những hoạt động chung tay vì cộng đồng cùng chống lại đại dịch COVID-19 của các nghệ sĩ là hành động đẹp và ý nghĩa, góp phần lan tỏa sức mạnh của cộng đồng, tiếp thêm nguồn cổ vũ, động viên mạnh mẽ, giúp người dân vững tâm vượt qua dịch bệnh. Những hành động, nghĩa cử cao đẹp đó giúp xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp, tới gần được những giá trị chân thiện mỹ đích thực của cuộc sống. Và phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những tin tức đáng chú ý trong chương trình Thời sự 45 phút chiều nay cùng biên tập viên Tiến Tú và biên tập viên Mỹ Linh. Vâng, cảm ơn chị Hồng Tươi. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn mọi người rằng đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Bà Nà và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Lời dạy đó của người ngày càng thấm sâu vào đời sống và chuyển hóa thành những hành động, việc làm sâu nặng nghĩa đồng bào, đặc biệt là trong những ngày tháng chống dịch đầy cam go này. Đây là những hình ảnh tại chợ cá Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Những thành viên câu lạc bộ du lịch Quảng Bình đang tất bật thu mua những mẻ cá nục tươi ngon vừa mới được đánh bắt lên sơ chế cấp đông để kịp gửi tặng người lao động nghèo đang đối mặt với khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố bị giãn cách xã hội và tình hình lương thực cho người nghèo là khan hiếm. Bởi tinh thần là đoàn kết chia sẻ, thì đã kêu gọi để đồng góp ủng hộ cá. Đây là chia sẻ một phần khó khăn trong dịch COVID-19. Còn nhớ vào năm 2020, khi trận lũ lịch sử ập tới, Quảng Bình rơi vào khó khăn, nhiều tổ chức cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhiệt thành giúp đỡ người dân Quảng Bình vượt qua hoạn nạn bằng nghĩa tình sâu nặng. Và để đáp lại cái nghĩa tình đồng bào ấy, Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình đã phát động chương trình Người Quảng Bình góp cá gửi thành phố Hồ Chí Minh và chỉ sau mấy ngày phát động đã nhận được gần 400 triệu đồng ủng hộ. Sáng nay thì tôi và cùng cái đoàn dậy từ rất sớm để ra bãi biển Nhân Trạch chọn những con cá thật tươi ngon để về đóng gói gửi đi vào cho bà con ở thành phố Hồ Chí Minh. Mong là với những cái hành động này thì là những người dân ở thành phố Hồ Chí Minh có thêm sức bền để mà chiến đấu với là đại dịch. Đến nay đã có gần 4 tấn cá đã được các đội tình nguyện viên tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và vận chuyển đến các phiên chợ không đồng, các khu chợ nghèo giúp bà con những nơi đó yên lòng thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Thay mặt bà con thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn tới người dân Quảng Bình. Tôi đang cần thịt và cá và thời điểm này đang rất là thích hợp để chúng tôi rất cảm ơn rất nhiều ạ. Và trong những ngày này, không chỉ ở Quảng Bình mà rất nhiều địa phương khác đã chi viện nhân viên, trang thiết bị y tế cùng lương thực thực phẩm tới thành phố Hồ Chí Minh theo đúng đạo lý, hoạn nạn có nhau, sát cánh cùng thành phố mang tên Bác, vững vàng vượt qua đại dịch. Đây là một biểu hiện sinh động của việc làm theo lời Bác dạy. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật của ngày hôm nay. Hôm nay, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã tổ chức họp để trao đổi thống nhất về một số nội dung chủ yếu trong việc chuẩn bị và chỉ đạo kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Tại đây, các đại biểu thống nhất quan điểm rút ngắn thời gian họp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ họp này. Dự kiến ngoài việc thực hiện quy trình nhân sự, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo và quyết định các kế hoạch kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, hai chương trình mục tiêu quốc gia để tạo khung khổ cho việc triển khai thực hiện trong cả 5 năm tới. Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 đối với 16 địa phương thuộc khu vực phía Nam. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày. Thời điểm bắt đầu áp dụng không muộn hơn 0 giờ ngày 19 tháng 7. Như vậy là toàn bộ 19 tỉnh phía Nam sẽ tiến hành giãn cách để phòng chống dịch.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp nghiên cứu xây dựng và tổ chức vận hành phần mềm đăng ký hoạt động trên luồng xanh cho xe ô tô vận tải hàng hóa trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Dự kiến ngày 19 tháng 7, phần mềm này sẽ được triển khai áp dụng tại 63 sở giao thông vận tải và các doanh nghiệp vận tải. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.